Xin chào các bạn, lại là mình Yến Nhi đây. Sau hai số phát sóng với từ khóa Good Kids và Đồng Phục thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong số thứ 3 của Văn Lan Khi. Em thấy là mấy bạn mặc thoải mái, thời trang, mặc đẹp, gì hợp thời trang, hợp giới tính, hợp giới tính. Chắc là muốn mặc gì thì mặc, chất ngầu rồi nhiều bạn xỏ mũi rồi xăm mình, ví dụ như là mình. Wow. Mình có hay bận crop top, lại quần jean. Chỉ là một cái áo thun đơn giản, một cái quần tây, thêm một cái áo khoác nữa. Tất cả những bộ trang phục mình mặc thoải mái nhất cho mình lúc mình đi học. Trang phục dạng thể thao, rộng rộng. Còn mình thì ưu tiên sự thoải mái hơn, bởi vì ngành tụi mình học kiểu rất là mệt mỏi, kiểu thức khuya dậy sớm. Em thích phong cách là lộn thuộc và nhiều màu sắc. Em cũng giống bạn nhưng mà em lại thích đơn giản hơn ạ. Phong cách của em thì càng đơn giản càng tốt. Gọn gàng, nhẹ nhàng với lại thoải mái nhất để em có thể dễ dàng đi lại với việc di chuyển. Càng thoải mái càng tốt. Khi nào mình học ở cơ sở 3 thì mình sẽ mặc đồ Đà Lạt. Còn khi nào mà mình học ở cơ sở 2 thì mình sẽ mặc đồ mùa hè. Hôm nào mà mình yêu đời á thì mình sẽ mặc váy, mình cho nó bánh bèo. Còn hôm nào mà mình muốn ngầu á thì mình sẽ mặc áo top hoặc là chân váy xẻ hoặc là quần jean, áo sơ mi, quần tây xanh hoặc là mặc áo khoa. Ví dụ như là đi sinh hoạt á thì mình có thể mặc đồ bình thường cũng được. Thi cuối kỳ thì bên em á là phải bắt buộc phải mặc áo dài. Các bạn khoa du lịch học hay mặc đồ thường á thì khi mà em thấy các bạn mặc đồ như vậy em nghĩ cái gì? Nó thì tránh được thầy, còn xui á thì bị trừ 10 điểm rèn luyện à chị ơi. Trừ 10 điểm rèn luyện à chị ơi. Phong cách ăn mặc em cũng vậy. Mình nghĩ là thể hiện qua bề ngoài chắc là dễ nhất, như là đầu tóc, trang phục hoặc là hình xăm trên người á. Người ta xăm nó lên cái cá tính của mình. Trang điểm, màu sắc quần áo, tính cách, rồi xong rồi nó tới ăn mặc mình vui vẻ, hòa đồng, mình hài hước, mặn mà xíu là ok chị. Em thấy là mấy bạn tham gia mấy câu lạc bộ, ví dụ đá banh, bạn thể hiện trên sân đấu, rồi các bạn có hình xăm thể hiện được cá tính của mình. Em thấy có một bạn tóc màu kem ạ. Màu vàng với lại màu hồng. Màu bạch kim hoặc là màu cam cháy. Có bạn này thì thích màu xanh thì bạn nhận màu xanh kiểu vậy, màu vàng chẳng hạn, bạch kim. Nói chung là đa dạng lắm. Màu xanh với màu đỏ. Em thấy cái chị bên mỹ thuật nhuộm màu kem nhìn chất đó. Em thấy có một bạn để tóc màu bạch kim màu trắng đó. Mà da bị đất trắng nó nhìn kiểu là như thiên thần vậy. Let's build it love. Thì thích nhận màu xanh nhưng mà cái nước da nó không có cho phép. Mình thích màu xanh navy. Em cũng muốn được thử nhuộm nhiều màu tóc khác nhau. Em thích màu xanh nước biển. Mình đã chuẩn bị nhuộm màu mới. Trước đó thì mình nhuộm màu đỏ. Bạn có thích màu đó không? Tại sao bạn lại nhuộm màu đen? Tại vì màu đó nhuộm lên ai cũng kêu mình giữ hết. Nên mình nhuộm màu đen nhìn cho nó hiền. Khoa Via. Em thì em thích cái cách ăn mặc đồ của mấy anh chị với mấy bạn ở bên khoa mỹ thuật, tại vì nó có cái chất riêng. Khoa thiết kế ạ. Thiết kế thời trang. Mình thích của mỹ thuật công nghiệp. Mỹ thuật của tụi mình cũng là bao gồm ngành thời trang luôn, nên tụi mình cũng rất là yêu bản thân, rồi yêu màu sắc này nọ các thứ, nên rất là thích phối đồ. Nhiều khi tụi mình bận đồ cũng tự biết là nhìn nó hơi lạ, nhưng mà vì làm trong ngành á nên là mấy cái phong cách đó nhìn riết rồi cũng quen. Mình không để ý cho lắm, mình chỉ biết đi học thôi. Nghe lời cô học cho tới nơi tới chốn nha con. Không thể phủ nhận rằng Văn Lan là môi trường rất là tự do và tôn trọng sự khác biệt của mọi bạn sinh viên. Dù bạn là ai, đến từ đâu, phong cách bạn như thế nào và cá tính của bạn ra sao, thì tất cả chúng ta đều được chào đón tại một ngôi nhà chung mang tên là Văn Lan.